dùng điện thoại tay trái vặn ga đều tay phải. Thay vì để tâm đi đường, sự chú ý giờ đây thu nhỏ vào màn hình điện thoại. Chuyện chẳng riêng người điều khiển xe máy, sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện cũng dễ thấy ở những tài xế ô tô. Một thoáng lơ là, rồi giật nảy mình vì suýt chút nữa va chạm đã xảy ra. Về đi và nghe sử dụng điện thoại, rủi ro về tai nạn thì là nó sẽ tiềm ẩn, nói chung là không an toàn. Nhiều người dùng ô tô là hay dùng điện thoại tra đường xem thông tin nhiều. Chưa chứng kiến vụ tai nạn nào nhưng mà có nhiều lần là người ta bị kiểu giật mình, người ta đánh võng, người ta sượt vào người khác là có rồi. Thế còn xe máy thì sao, anh đang đi và có điện thoại thì thế nào ạ, trên thực tế nhá? Thực tế thì thực sự là ít khi mình dừng lại, thật, đấy là nói thật. Đó là bình thường mà. Hoặc là... vừa đi vừa lướt cơ mà. À, vừa đi vừa lướt thì mình cũng không... Vừa điều khiển phương tiện cơ giới, vừa sử dụng điện thoại là hành vi tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn. Tương tự uống rượu lái xe hay phóng nhanh vượt ẩu. Cũng theo báo cáo mới đây của Tổ chức Y tế Thế giới, được tạm dịch là báo cáo hiện trạng toàn cầu về an toàn đường bộ 2023. Vừa lái xe vừa dùng điện thoại làm tăng tỷ lệ xảy ra va chạm lên gấp 4 đến 5 lần tại một số quốc gia. Thông thường thì mọi người sẽ không nghĩ là tai nạn và va chạm nó sẽ xảy ra với mình. Cái nhận thức của chúng ta nó rời khỏi cái việc mà đang lái xe. Có nghĩa là anh đang lái xe nhưng mà cái nhận thức của anh nó lại tập trung vào một cái vấn đề khác. Có nghĩa anh không để ý đến cái việc lái xe và cái điều này nó có thể dẫn đến cái phản xạ của chúng ta sẽ chậm đi rất là nhiều. Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm việc sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khi lái xe. Nếu chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng thì người vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính mà hậu quả nghiêm trọng, ví dụ như là chết người hoặc là thương tích đến 61% hoặc là thiệt hại đến tài sản 100 triệu đồng thì còn bị xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ với chế tài cao nhất của tội danh này có thể đến 15 năm tù. Luật giao thông đường bộ đã có những quy định cụ thể nhưng không phải ai tham gia giao thông cũng nhận thức rõ được hiểm họa của hành vi này. Một thoáng mất tập trung khi vừa đi đường vừa giải quyết việc cá nhân, chẳng may gặp tình huống bất ngờ, tai nạn giao thông là điều tất yếu xảy ra.